2 chúng ta sẽ quay trở lại với Among Us phiên bản Ấn Độ nha các bạn nha. Lần trước á thì mình đã chơi thua rồi, nhưng lần này mình sẽ cố gắng hơn. Ok, mình sẽ để tên là Phong Cận TV nè, sau đó bắt đầu. Lần này thì mình sẽ cố gắng gọi là tiêu diệt người khác, nhưng mà mình sẽ không để cho ai phát hiện ra hết. Ok. Trời ơi, mới vừa tiêu diệt cái màu đỏ xong cái xanh xuất hiện là sao?